Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Đường tới tương lai của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, khi sắc xuân len lỏi khắp các con phố với quất chín, đào thắm, mai vàng, cũng là lúc các ngôi trường rộn ràng với những phiên chợ quê, những hội xuân với nhiều hoạt động trải nghiệm trong không gian văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng chính là cơ hội tốt để mỗi một nhà trường có thể dạy cho học sinh những bài học về sự sẻ chia, về tình yêu thương, đùm bọc và những giá trị của việc cho và nhận. Gieo hạt mầm yêu thương nhân hậu trong trái tim con trẻ thông qua các hoạt động thiện nguyện là cách mà nhiều trường học hiện nay đang tích cực thực hiện, đặc biệt là trước mỗi dịp Tết đến, xuân về. Để chuẩn bị cho bữa ăn trưa đặc biệt hơn mọi ngày dành cho các học sinh bán trú, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều thầy cô giáo hôm nay đã phải đến trường và tất bật từ sáng sớm. Rất nhiều món ăn khoái khẩu của học sinh được ban giám hiệu nhà trường cùng nhà bếp tính toán kỹ lưỡng, lên thực đơn và chuẩn bị công phu tỉ mỉ, không khác gì một bữa tiệc buffet tại các nhà hàng. Những khay thức ăn nóng hổi, hấp dẫn, chứa đựng tình cảm yêu thương của các thầy cô giáo, một bữa liên hoan tất niên trước khi nghỉ Tết do các thầy cô tự tay chuẩn bị và chiêu đãi học trò. Bữa ăn này đó là tâm huyết không chỉ của ban giám hiệu mà còn là của giáo viên toàn trường dành tặng cho các con nữa. Để các con trước hết là tổng kết cả một năm các con đã cùng gắn bó với các cô qua những cái bữa ăn trưa rất là gần gũi. Thì bữa ăn này là những gì mà các con thích nhất, những món ăn mà các con thích nhất. Mặc dù nằm ở trung tâm thành phố, nhưng trường Trung học cơ sở Lê Lợi lại là trường có số học sinh có hoàn cảnh khó khăn rất cao. Do vậy, việc các thầy cô thường xuyên hỗ trợ cho học sinh bằng tiền riêng của mình hay đi vận động, quyên góp và xin cho học sinh từ các tổ chức xã hội là việc thường xuyên từ nhiều năm nay. Bữa ăn như thế này thì nó sẽ giúp cho cô trò như là các con học sinh có sự gắn kết, yêu thương nhau và hy vọng chúc cho một mùa xuân mới đến với không chỉ bản thân các con học sinh mà toàn bộ các bậc phụ huynh cũng như các thầy cô giáo trong nhà trường sẽ đón một năm mới thật là vui vẻ, hân hoan và hạnh phúc. Trong bữa cơm tất niên này, có những món ăn có thể đã quen với nhiều em học sinh, nhưng cũng có những học sinh, đó lại là một bữa cơm thật nhiều bất ngờ và hạnh phúc. Hôm nay ở trường con có hoạt động liên hoan cuối năm, rất là vui. Bữa ăn hôm nay khác với mọi khi là có nhiều món hơn và ngon hơn. Con cảm nhận được tình yêu của nhà trường, các cô giáo dành cho bọn con khi dành cho bọn con những cái điều tốt đẹp, những bữa ăn rất là ngon và thoải mái. Ở trường Lê Lợi phải nói là so với cái số học sinh trong tổng số toàn trường thì tỷ lệ học sinh khó khăn ở nhà trường chiếm tương đối lớn. Nhưng trong đó thì hàng năm nhà trường cũng chọn lọc ra được khoảng độ hầu hết là hàng năm đều khoảng 40 đến 50 học sinh là có những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để nhà trường trao những cái yêu thương các con vào các dịp như là xuân, mùa xuân về hay là trung thu. Xuân năm nay thì cũng như mọi năm, nhà trường cũng tổ chức cho các con bữa ăn liên hoan của bán trú, tổ chức cho các con gói bánh chưng và gói giò cho các con học sinh khó khăn. Và cũng được sự quan tâm của quận đoàn thì cũng sẽ có những cái túi quà gửi đến các con và mỗi các con cũng sẽ có một cái phần quà nhỏ nhỏ bằng tiền mặt là 500.000 một con. Thì đấy là những cái mà các thầy cô, các bạn bè đồng nghiệp, các lãnh đạo trong quận quan tâm và hỗ trợ để nhà trường cũng có một cái mùa xuân yêu thương thật ấm áp cho các con. Tết đến, ai mà chẳng mong được bố mẹ yêu thương dắt đi sắm sửa những bộ quần áo mới, được mừng tuổi những phong bao lì xì đỏ chót hay được mua những loại bánh kẹo ưa thích nhất. Những mong muốn tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng không phải đứa trẻ nào sinh ra ở thành phố cũng có được. Những ngày cuối năm bận rộn, song những mơ ước thầm kín nhất của những cô cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vẫn được các thầy cô giáo ưu tiên lắng nghe và thấu hiểu. Các con ước mơ ở Tết các con thích cái gì nào? Các con thích quần áo à? Ok, con sẽ mua áo lông, cái áo con luôn là hảo. Con mong muốn điều gì Tết? Con muốn chồng em, cả nhà hàng quây quần với cỗ, đúng không? Sinh ra ngay giữa thủ đô, nhưng Nguyễn Quân Hoàng Hải đã sớm mồ côi cha, rồi mẹ cũng bỏ em mà đi.
Sống với ông bà đã già yếu, Hải lớn lên cùng với tình yêu thương của thầy cô và bạn bè. Ngôi trường Trung học cơ sở Lê Lợi, nơi em đang theo học, giờ đã là mái nhà thứ hai của em. Hải đã từng mơ ước được ngủ trong vòng tay mẹ ôm mỗi khi em thấy mệt mỏi. Và rồi, những thiếu hụt về vật chất và tinh thần trong em đã vơi đi rất nhiều bởi những tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của các thầy cô giáo và những bài học từ những mùa Tết ấm áp như thế này. Mỗi năm mới con chỉ muốn là con phải cố gắng thêm mỗi ngày được. Gia đình hạnh phúc cũng cả con phải có sức khỏe để giúp gia đình con. Con luôn cố gắng hơn mỗi ngày, con phải tự thúc đẩy ý chí bản thân mình. Con chỉ tự hứa mình là phải tốt hơn bản thân mỗi ngày thôi. Con cảm nhận rất nhiều từ tình yêu thương của các thầy cô và các bạn đối với con. Con sẽ cố gắng phải thi đạt lớp 10 để trụ cột vững chắc cho gia đình mình. Cuối năm, ai cũng tất bật hối hả và ai cũng cần được yêu thương, nhất là những người khốn khó, tuyệt vọng. Với tư duy giáo dục thành công và trọn vẹn, không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, cô hiệu trưởng Ngô Thị Kiều Linh và tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Lợi luôn tin vào sức mạnh của lòng nhân ái, khả năng tác động tích cực của nó đối với mỗi học sinh, giáo viên và cả cộng đồng. Gác lại mọi việc, dành thời gian mua cho các con bộ quần áo mới, mang giỏ quà tới thăm phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành thói quen của các cô giáo trước mỗi dịp Tết đến xuân về. Nói chung là kinh tế gia đình rất khó khăn. Vâng, khó khăn và căng thẳng lắm. Thế thì mong là được sự giúp đỡ của nhà trường. Thế rồi là vì bản thân cháu cũng lại nỗ lực nữa. Tết năm nay thì gia đình chúng tôi rất là cảm động được thầy cô giáo quan tâm cháu về học hành, xong lại quan tâm đến điều kiện về chăm sóc cho cháu, được đón cái Tết năm nay gọi là vui mừng mà được quần áo mới, rất hân hạnh. Chúng tôi không biết cảm ơn thế nào với nhà trường, với sự giúp đỡ của nhà trường giúp đỡ cho cháu. Làm thiện nguyện trước mỗi dịp Tết giờ đây đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi nhà trường. Những chương trình từ thiện trước thềm năm mới rất đa dạng về quy mô, tính chất, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, song đều chung mục đích, đem niềm vui đến cho những ai có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vậy, làm từ thiện không nhất thiết phải đi đến những nơi thật xa. Với những thầy cô giáo ở trường Trung học cơ sở Trương Dương thì nhiều năm nay, từ thiện và những bài học dạy cho học sinh về lòng nhân ái luôn được đặt trong chính ngôi trường của mình. Thiện nguyện là một công việc rất là đáng tự hào và đáng làm. Tuy nhiên là chúng ta không nhất thiết cứ phải đi thiện nguyện ở vùng cao, ở những vùng khó khăn xa xôi, bởi vì chính học sinh của chúng ta là những học sinh rất là khó khăn. Ví dụ như trường chúng tôi là có những học sinh, ví dụ như sau đợt Covid, nhà có 3 chị em, thì chị lớn học lớp 8, một em học lớp 6 và một em nhỏ còn đang học mầm non. Bố thì vừa mất vì dịch Covid và chỉ có một mình mẹ nuôi bà nội, bà ngoại và ba cháu. Trong khi đó mẹ lại có công ăn việc làm không ổn định. Với những cái trường hợp ví dụ như vậy thì chúng tôi thấy là có khi lại còn khó khăn hơn ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Vì vậy mà chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng là chúng ta sẽ làm từ thiện ngay tại trong trường. Và cái cách thức làm từ thiện của chúng tôi là diễn ra hàng ngày, chứ không phải chỉ có những cái dịp Tết đến xuân về. Tết năm nay, ông Tuấn cảm thấy ấm áp hơn bởi sự quan tâm chăm sóc của nhà trường và các thầy cô giáo dành cho cô con gái ông. Nhìn con trưởng thành hơn mỗi ngày, tự tin, vui vẻ, ông lại có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục sống. Với những món quà mà Tết năm nay các thầy cô trong nhà trường đã tặng cho em thì em hy vọng là em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, đạt được kết quả tốt để làm cho những món quà của các thầy cô thêm phần ý nghĩa hơn. Nhà trường và cô giáo đã đem đến cho bố con tôi không những vật chất mà đem đến cả những cái tấm lòng yêu thương và sưởi ấm trong những đêm đông nó giá lạnh như thế này, thì chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà trường. Áo ấm em đến trường, Tết sẻ chia, xuân yêu thương
và rất nhiều các hoạt động thiện nguyện khác đã và đang hoạt động sôi nổi trong các nhà trường. Dù có tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều khởi nguồn từ tấm lòng cảm thông chia sẻ của mỗi người mong muốn đem lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết trọn vẹn ấm áp. Đó cũng là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng cần được duy trì và phát huy sáng tạo trong mỗi nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, để học sinh có được lòng tự hào và tự tôn dân tộc thì việc giáo dục để các em có thể hiểu, trân trọng và yêu quý văn hóa truyền thống là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chúng ta giáo dục những gì và giáo dục như thế nào? Trong những ngày này, tại nhiều trường học, việc tổ chức các hoạt động hướng về ngày Tết một cách sáng tạo, thông qua đó giáo dục về văn hóa truyền thống, cũng như giúp các nhà trường thực hiện tốt hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, đã và đang được học sinh và phụ huynh hưởng ứng khá nhiệt tình. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân, chơi Tết, học từ Tết sẽ có trong tiểu mục Góc học đường tuần này. Với chủ đề Xuân gắn kết, Tết ba miền, lễ hội xuân năm nay của trường phổ thông liên cấp Phenica được tái hiện theo cách ăn Tết, chơi Tết của các vùng miền, trong đó có không gian ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật đường phố hay các trò chơi dân gian. Trong không gian ấm áp sắc xuân cổ truyền, các em học sinh được trải nghiệm hành trình văn hóa xuyên Việt, đi qua các vùng đất, khám phá các danh lam thắng cảnh và ẩm thực đặc trưng của vùng miền thông qua các gian trại do chính học sinh, phụ huynh xây dựng chủ đề và thiết kế sáng tạo. Qua hoạt động này thì em học được rất là nhiều điều về 54 dân tộc của Việt Nam. Em có thể gọi là biết được về các phong tục của họ cũng như là cách họ được họ ăn Tết, họ trải qua cái Tết của họ. Thấy là sau này nếu em đi du học, em gặp những bạn bè quốc tế thì em có thể tự hào nói về dân tộc của mình là Việt Nam của tôi có rất nhiều phong tục hay ạ. Thông qua những hoạt động này thì các cháu thực sự là mới giao lưu cùng với các bạn, bởi mỗi một trại là một phong cách, một vùng miền ăn Tết khác nhau. Cho nên là các con sẽ đi lại giao lưu và các con biết được thêm nhiều hình thức ẩm thực của các dân tộc khác nhau. Được tự tay gói những chiếc bánh chưng, một trải nghiệm không hề dễ dàng, nhưng với sự hướng dẫn của các bậc phụ huynh, những học sinh này đã có trải nghiệm đầy thú vị và đáng nhớ, giúp các em hiểu biết, trân trọng, tự hào về văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển cả về kiến thức lẫn kỹ năng sống, học tập hứng thú hơn, tự tin hơn. Hoạt động gói bánh chưng này, nhà trường mong muốn các con học được cái nét văn hóa truyền thống rất là đẹp của người Việt Nam mình. Cứ tới Tết đến về là cùng ông bà, cùng gia đình, chúng ta mua lá dong, chúng ta rửa lá và chúng ta gói bánh chưng đun tìm củi này. Xong chúng ta đun bánh chưng và gia đình quây quần bên nhau thì cái không khí Tết ấm cúng đó chúng ta luôn phải giữ mỗi khi xuân về. Cái giá trị truyền thống này thực sự là vô cùng ý nghĩa đối với mỗi bản thân người dân Việt Nam. Nó giúp mình thêm yêu quê hương đất nước, thêm hiểu cái giá trị con người của Việt Nam. Tết cổ truyền hay những dịp lễ lớn trong năm luôn là cơ hội quý để các nhà trường tổ chức những tiết học lớn, giáo dục về giá trị đạo đức, về truyền thống văn hóa của quê hương đất nước, dạy về lòng biết ơn của mỗi con người một cách sinh động và hấp dẫn. Và đây chắc chắn là tiền đề giúp các thế hệ học sinh sau này hiểu và yêu hơn những phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đường tới tương lai tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.